60 tuổi, tôi bị bệnh xương khớp đau chục năm nay, hết thuốc thang bệnh viện rồi là thuốc chỗ nọ chỗ kia mà không khỏi, nhưng giờ tôi gặp được cái thuốc thanh mộc hương này, tôi điều trị mà giờ tôi đâm đến giờ tôi lại khỏi tiệt đi, ăn được ngủ được, khỏe mạnh lên đi, đấy tăng cân lên. Nên tôi muốn là chị em, nhưng mà mọi người mà hễ mà ai mà đau chân xương khớp như tôi, đêm là tôi cứ phải dậy, là tôi cứ phải dậm vậy này, buồn bầy không ngủ được, nhưng mà giờ tôi dùng cái này là tôi chả cái gì, nó đêm là tôi ngủ khèo vậy thôi. Nên là chị em hễ mà ai bị bệnh như tôi ấy thì nên là dùng, cố gắng mà dùng cái này, cố gắng thanh mộc hương này, tìm cái thanh mộc hương này mà dùng mà xoa bóp. Nên là tôi xin cảm ơn cái công ty Thanh Mộc Hương đây là làm cho tôi là khỏi bệnh, tôi xin cảm ơn. Nên tôi xin chia sẻ mọi người là cố gắng, nếu đau chân xương khớp như tôi, cố gắng bảo con bảo cháu tìm cái Thanh Mộc Hương này để dùng, rẻ tiền mà lại tiện lợi, hết thì ta lại đổ vào đây ở trong đấy có vậy mà. Hãy mở ra cho tôi xoa bóp vậy này, rồi cứ vậy từ đau rồi giờ thì khỏi tiệt đấy. Cái nọ này thì chả thì bóp xoa vậy này, cứ vậy xoa bóp suốt vậy. Còn nọ này là tôi ăn được tôi ngủ được thì tôi cũng bỏ đi, đừng kia xoa bóp thì vậy. Thế mà hết thì lại đổ rượu vào cũng vậy thôi, thế tiền tiện lợi dùng. Nên mọi người hễ mà đau chân xương khớp như tôi là cố gắng, con bảo cháu tìm cái này mà dùng, rất rẻ tiền mà tiện lợi khỏi bệnh này. Nên tôi cũng xin cảm ơn cái công ty Thanh Ngọc Hương này, là tôi khỏi được cái bệnh này là rất phấn khởi, giờ ngủ được, ăn được, tăng cân này. Đấy.